Ok, tạm biệt. Xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Đã trước cửa nhà Mai sáng giờ á, múa lân quá trời luôn nha. Mai tưởng là Mai dậy không kịp rồi, múa hết rồi chứ. Nhưng mà bố Mai nói là chưa hết nên bố Mai nói thôi dậy đi ra coi múa lân, nên Mai chạy ra đây Mai coi quay cho cô chú anh chị cùng xem với Mai nha. Hai chú hai. Đó, chú đã hàng xóm nhà Mai. Wow. Ủa xong rồi hả? Rồi bố mày kêu mày ra đây là họ muốn sống hết rồi. Trời ơi, họ đã muốn sống rồi. Trời, mình đã trễ một chuyến đò. Họ đã muốn sống hết rồi, cất đầu vô rồi. Thôi kệ thôi, đi về. Tưởng được coi múa lân mà không coi. Tại vì sáng mày tưởng là người ta đi, tưởng là người ta đi vòng vòng, người ta múa từng nhà đó, nên mình nghĩ là mình sẽ không coi kịp đâu. Nhưng mà không ngờ là cái quán cà phê gần nhà mình đó là múa. Thì họ múa lâu hơn ha. Thôi đi vô. Đây Nhung nó cũng chạy ra định coi mà nó cũng đã trễ một chuyến đò giống như Mai rồi. Rồi đã trễ một chuyến đò rồi. Tưởng là kịp coi mà cuối cùng không kịp. Trời ơi, tôi buồn quá, tôi buồn quá. Hương nó đã ồn phiền, nó không ngủ được thiệt. Tao cũng nghe ồn ồn. Mà tao tưởng là người ta múa chừng từng nhà nên tao nghĩ là dậy không kịp đâu nên thôi kệ luôn đi. Ai về tưởng là muốn quán cà phê biết dậy dậy sớm để coi. Đây mẹ Mai thì nấu món gì đây không biết nữa. Cá kho à. Cá kho. Cá lóc kho nha. Lâu lắm rồi không được ăn cá lóc kho tiêu nha. Cá lóc bên Mỹ toàn là cá lóc đông đá không á. Để coi tay nghề của bà ngoại hôm nay sao đây. Hôm nay đã coi YouTube cách bà nhúng giám bò hun khói. Ừ, ghê vậy. Nguyên một miếng to thế này, xong rồi để nó thớt, nó cắt ra thành một miếng kia mà đĩa mình ăn. Vậy hả? Nguyên là miếng to này nữa nè. Vậy hả? Chứ không phải làm từng miếng cắp cắp cho mình đâu đó. Ok. Đây là kia nó mở nguyên một miếng to này xuống. Xong rồi ban đầu nó để đây, ra nó mới cắt ra miếng mình gắp. Thì mở ra mở. Ừ. Cái máy thì phải nói đây là canh khổ qua nè, có chuyến việc trái khổ qua dễ thương quá ha. Một trái khổ qua dồn được là ăn một người ăn hết luôn á. Đâu ra mẹ mua được trái khổ qua mini dễ thương vậy Dung. Ừ, đó thấy chưa, mày khoái ăn canh khổ qua đúng không? Chính xác. Ok rồi, con này nó đã ủa nó chưa ăn sáng luôn đó. Con này nó trốn mới đi chơi rồi nó đi ăn sáng. Mày đi ăn sáng xong mày về mày ăn cơm luôn hả? Ồ mà ăn qua giờ còn chưa đói mà ăn sáng thêm. Vui là được bay chị. Quay chồng là ăn sáng là cái rồi nó đi ăn sáng với bạn đó ơi. Đây cả nhà Mai đang ngồi đây kêu mỏi Dung thôi. Dung là nó đi chơi với bạn đó thôi. Bố Mai đang gọi cho chú Thắng nói cho chú Thắng biết giờ để không có chú Thắng lên trễ là không có tiễn được cháu đi nha. Đặt lên là chỉ tiễn được căn nhà thôi đó. Đây xin mời cô chú anh chị ăn cơm chung với gia đình Mai ha. Ăn sáng với trưa hai trong một. Tại vì Mai thức dậy một cái là ăn trưa luôn rồi. Bình minh của mình là bữa trưa của người khác. Trời, cái mùi bò nhúng giấm nó thơm dã man luôn á nha. Hấp dẫn hấp dẫn. Ủa sao nãy mẹ nói là đem cái bàn qua kia mà. Tiễn lấy nhưng mà rồi bố mẹ không đồng ý. Chứ là anh bôi ra đó lấy đâu là nghỉ trưa. Bò nhúng giấm ngon ơi là ngon, mắm nêm hấp dẫn cũng được. Đây mẹ mày nói sao tao cuốn cái to quá ta, bố mày hỏi rồi làm sao đút vào mồm cái cuốn đấy. cố gắng há thật to cũng được. Cái mỡ mẹ đang xanh. Ôi trời ơi, mà pha ăn gỏi cuốn cực kỳ công kênh rồi. Vô được. Ngon ngon châu, ngon không châu. Châu cũng hơi to không kém nha. Đấy, cái bánh tráng này nó cuốn to quá nên phải làm đúng khuôn khổ để cho cuốn thì nó ngon hơn.
Thịt bò này mềm hơn hôm bữa ha. Bò mềm hơn. A few moments later. Đây, gia đình Mai ăn xong bữa trưa của chú chị con Dung, nó vẫn chưa về ha. Nó hẹn là 1 tiếng đồng hồ nó về mà vẫn chưa về. Mẹ Mai thì đi đang lau bàn. Hôm nay lần đầu tiên Mai rửa chén. Nãy giờ rửa cũng gần hết rồi. Đây, xong xuôi sạch sẽ. Mẹ Mai đi dọn rác luôn. Hôm nay là Mai không có đeo nhẫn, thành ra là Mai rửa chén phụ mẹ. Tại vì mình ở bên kia thì hay có bao tay ra rửa nó đỡ. Còn mẹ đây thì không xài bao tay luôn. Thành ra mình mà đeo nhẫn là mình ngại gỡ chiếc nhẫn nó ra, nó sợ nó bị thất lạc, nó mất á cô chú anh chị. Vì cái nhẫn nó nhỏ, nó phiền. Đây, con Dung nó về rồi cô chú anh chị ơi. Nó hứa là 1 tiếng rưỡi nó về, mà giờ nó đi chắc cũng phải 3 tiếng, 4 tiếng rồi đó. Mày ăn hết phần của mày rồi. Hôm nay có bò nhúng giấm ngon lắm, mà ăn hết phần của mày luôn rồi. Hả? Ủa mày vẫn không tha ha? Nó vẫn nói là trước khi ra sân bay nó sẽ ăn. Nó ra quán trung tâm, nó order 2 phần sườn bị chả. Xong cái nó, em vô cái ngồi cái nó, em nghe nó order ngoài cho thêm phần trứng thêm. Chứ à, đúng rồi ha, sau nãy nó không order. Nó vô nó ngồi nó kêu, tao order phần trứng thêm cho mày rồi đó. Ôi trời ơi. Có nghĩa là khả năng ăn của mày dữ dội lắm á. Vậy đó kêu kêu chứ làm gì dữ vậy má, ta không hết đâu. Cái nó kêu sao biết được. Ăn không hết thì thôi trả tiền, ăn hết thì đó mới trả tiền. Mày muốn gì vậy? À cái này cái quạt. Ủa mà sao nó kêu đi ăn cơm tấm sườn gì mà sao? Hay tại vì mấy bạn dậy sớm á chứ sao? Ủa mày vô duyên à, ai cũng dậy hết trơn rồi mà. Ai cũng dậy nhưng không kêu thôi. Không ờ không mời thôi, tại vì không có gì kêu mời. Đây em Mai nó đang order cái quạt gì, cái quạt đó quạt gì vậy Dung? Quạt mini. Quạt mini để đem ra bên Úc. Trời ơi, không biết cái quạt này nó có cái gì tiện lợi không mà nó order mang vậy hả? Nó mát không vậy hả? Nó mát quá. Cái quạt này rất là xịn. Bao nhiêu cái vậy? 220 ngàn. Vậy là khoảng 10 đô. Để coi coi, nó đang làm sao. Đâu đây đây coi, quạt nó ra sao. Handheld fan, cái quạt cầm tay. À, nó là như thế này, ô nhìn nó có vẻ chuyên nghiệp quá hi. Nó mát lắm. Nhìn nó cũng đẹp quá chứ, mát lắm hả? Chắc là Ngân với sẽ muội sẽ thích đó không? Mát khá là mát. Vậy hả? Mà đừng có làm gãy móng tay nha. Ủa sao phải lấy cái gì để mở mới được chứ Hương? Không lấy kéo thạch dao gì đó. Trời ơi trời, coi cái bộ vuốt của nó, mới nhẹ hơn cái bộ vuốt của mày. Không, cái móng tay của Châu nó cùn lắm. À, cô chú anh chị Tết đó là ba đứa sắm ba bộ móng. Xong rồi hôm qua là đi ăn sò huyết, không cái tài nào mở được con sò huyết ra để ăn hết á. Đây, Mai đã bị tổn thương một cái móng, một cái bên này nè. Đây nè, một cái khóe này nó rất là dễ bị bể ha. Nói chung là từ ngày làm móng tay giống như thấy mình vô dụng hẳn luôn. À, cái này nhìn cũng đẹp nè. Mai tắt các bạn nó đi để thử cho con nè. Cái này chưa có sạch đầy rồi, mấy phần nó có mấy từ sạch đầy không thôi. Nó vẫn mát nha, 2 chữ 2. Ồ cái này nhìn đẹp quá hả? Đây mình bật lên này có tiếng gì? Oh my god, gì sao ở sau này nó bị đánh hả? Ừ mát. Nhưng mà nhìn nó lịch sự hơn hẳn. 3 chế độ hả? Cái này là có quạt trên nó thổi xuống rồi cảm giác tối em nằm ngủ rất là phà luôn á. Không có gì cái quạt kia mà nó được 3 tiếng luôn, nó để lâu lắm chứ. Cái quạt kia chạy được 15 phút cái nó yếu pin đúng không? Vậy hả, quạt này lâu lắm hả? Ừ. Bao nhiêu lâu? Nó chưa được 2 tiếng. Được 2 tiếng? 2 tiếng bật liên tục, mất công suất luôn. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà có bao giờ chị bật hết cỡ chỗ đó đâu. Em thầm em thấy nó ok, nó mát. Ừ. Chứ nó không có bậy bị mà giống như... Mua ở đâu? Em mua Tiki.
Tiki ha. À, ở đây có cái trang web tiki.com á cô chú anh chị. Họ bán cũng nhiều lắm nha. Cái quạt kia có giống cái quạt này không, sợ giao quạt khác á. Đi chơi. À có cái đế. Em gắn vô rồi mà. Không có. Cái đế để được. Lên coi lên lấy cái quạt xuống cho mẹ, bữa em có để một cái hộp ở đây. Hả? Ok. Ủa, em có để cái hộp ở đây mà đừng có mẹ giục mày nhé. Để tặng á hả? Em để tiền nguyên cho chị mà. Cái hỏi em mua giùm nó cái quạt thì em cái handheld thì mua vậy thôi. Em sẽ lấy cái có đế. Oh my god. Em xài rồi em dựng nguyên một cái đế đó mà. Quạt cầm tay. Đủ hay ha cô chú chị ha. Vậy là cái này là mua, cái này là đang không biết cái nên mua cho xíu muộn với Ngân không ha. Cái ngày mà nóng quá chắc mai đi học cũng được ha. 100% là không có đế luôn. 2 tiếng mà quạt hết công suất liên tục cũng được. Tóc tay nè, đó là chả luôn chứ đâu phải như thường đó không. Ok cũng được á. Cái này là nó còn chưa hết thời. Wow, mẹ Mai mới đi mua một thùng mì về cho Dung nó mang đi Úc nè cô chú anh chị. Mì gì vậy mẹ? Mì siêu cay. Mì siêu cay, cay lắm hả? Cay lắm. Cay lắm thôi dẹp đi. Cay khóc luôn á. Vậy hả? Thôi dẹp đi. Nhưng mà ngon, con ngơ mà nó ăn cay một đường lai nó không biết ngon nha. Thôi dẹp đi. Ăn cũng được nửa tô thôi mà xì sập cũng bị ngon. Thôi dẹp đi. Cay quá, siêu cay thì nghe mệt rồi đó. 300 mấy mà? 310. 310.000 một thùng mì siêu cay. Có cần tiền bao đại không? Đây, cho quay một vòng nè, cho quay một vòng đó. Châu đã thay đồ chuẩn bị đi tiễn chị Dung. Này bố Mai đang trở tài viết thư pháp chữ thì Dung. Để khỏi có lộn như với lại ai hết. Thư pháp không được đẹp nha. Ồ ghê thiệt, bớt không mua bút ghê. Sợ luôn á. Cơm nấu rồi á, đâu nó khoan mình không ăn mà giờ chưa xuống mà phải học xuống. Hết mặt cây, hết mặt cây. Ông ấy xong rồi đi lên đi bưng vali cho nó đi. Ông đồ cho chữ. Rồi sai rồi. Rồi Thùy mình cái Thanh Thúy rồi. Ờ vậy chứ thiếu chữ U nó chứ không phải thêm chưa. Trời ơi là trời, bố quên chữ rồi hả? Ok. Ông đồ viết chữ ghê thiệt. Thứ dữ. Dần dần vô thành nó trẻ đó, cái thằng viết thư pháp nó trẻ đó. À, bây giờ chữ hắn là đi quấn băng keo lại. Đi lên bưng vali cho nó đây. Đây mẹ đã cử đại diện là ông Hoàng Bình Minh lên bưng vali cho con gái. Còn chú thì sẽ dán băng keo lại. Băng keo vòng này nè, không ngỡ cái vòng này nè. Đừng dày quá, cưa thôi chứ chẳng có gì đâu. Không có gì mất mát mà sợ. Sợ mất thùng mì. Cả nhà sợ mất thùng mì. Ủa gánh như chi vậy vậy? Con cũng không hiểu luôn á. Con hiểu cái này gánh thì ăn gì? Chứ làm. Chú không hiểu tại sao chú lại làm. Ok. Thôi ngon dễ mang, tao sợ lắm. Nghe mà nghe nói mong. Nghe mà siêu cay là cháu cũng sợ luôn. Nội nghe cái tên siêu cây là thấy nản cơ chứ gì. Nản thôi, ăn không nổi đâu. Ngày hôm nay thì gia đình Mai sẽ tiễn bé Dung đi quay lại Úc ha. Còn Mai thì vẫn chưa ăn hết cơm gạo Việt Nam nên vẫn ở lại ăn thêm. Khi nào hết cơm hết gạo thì mới về lại Mỹ. Kệ đi, ai về trước thì về. Rồi cái hành lý này là đã 25kg, Mai nghĩ là hơi quá ký rồi mà nó kêu được 30kg, Mai không biết. 23kg rồi Dung. Con không nghĩ được 30kg đâu ra cái quy định 30kg. Đây là thùng hành lý của Dung nè cô chú anh chị. Thì ra là hành lý của nó được 30kg tại vì nó mua thêm chứ không phải là nó có sẵn trong vé, nó mua vé rẻ xong nó mua thêm hành lý. Rồi, Dung đang định không lấy thùng mì nè mang đi là mẹ nhảy xuống mẹ hỏi liền tại sao không lấy Dung? Tại vì hết cung đình rồi. Đi cả cái chợ đều không có mì cung đình luôn. Mà mẹ có muốn mang đi không? Để nó mang đi. Mình muốn hay không? Ok, vậy để mang đi, con mang đi ăn.
vậy hả? Rồi. Đây bây giờ Dung nó sẽ tranh thủ ăn trước khi nó lên đường, của chính thì nó đặt hai ổ bánh mì chả cá rồi nhưng mà để mang lên máy bay ăn thôi á. Còn bây giờ là lôi đồ bò nhúng giấm ra ăn. Đi cho cố vô. Bây giờ mày sẽ phải không sót tốt nào. Cũng không bỏ sót luôn. Giết lòng. Ê cái đó của tao nha. Ê trong tay mày có con cãi nữa kìa. Cho tao cái đó đi, tao cột tạm đi. Tao cũng muốn ăn. Nó lấy cái đồ cột tóc của Mai không? Cái này của nó đứt rồi đó, nó đem nó đưa cho Mai. Thấy không? Nó khôn lắm, nó đổi cái lạnh, nó lấy cái đứt. Đổi cái đứt lấy cái lạnh chứ, nó lộn. Hả? Gì vậy bà? Sắp được ăn rồi vậy đó hả? Ăn đi đi. Bữa ăn cuối cùng rồi. Hả? Trước khi qua Úc đó. Nghe bữa ăn cuối cùng nghe ghê quá ha. Em đi chơi với thằng kia kìa. Cái em đói quá cả ngày em ăn ít quá. Thế là nó rủ em đi ăn thịt nướng Hàn Quốc. Nhưng mà nó hỏi em chứ mày có muốn nướng không? Không. Nó mày chắc không tao nướng được. Em kêu không, không nướng nha. Không nướng. Các em chỉ ngồi em đợi cái nướng xong nó cũng lịch sử mà nó cắt cái nó để lên bên cho em ăn. Các em cũng gọi mang từ đầu cuối ăn ăn hết. Nhưng sao em nhớ ra nãy giờ nó chưa ăn gì cả. Ô mày vô duyên vãi luôn, mày vô duyên vãi luôn á. em order súp hải sản của ăn hồi cái về nhà mới nhớ là chích cho thằng này bị dưỡng chứ không. Rồi má mày vô duyên vãi luôn á Dung, bởi vậy hàng chi giờ mày chưa có chồng. Bánh cháo cuốn với cái này nè, ăn thôi ăn. Mày đem cái con lấy cái đĩa này được không? Ừ mày lấy cái đĩa đó luôn đi. Các Mai cũng ăn quá cô chú anh chị ơi, đói bụng quá. Thấy không, cái nó cười mình, nó nói là kệ đi ăn thôi. Này cô chú anh chị, bò nhúng giấm đây. Mời cả nhà ăn chung với Mai ha. Đây là lần thứ hai luôn đó. Đây mời cả nhà. Trời nó ngon. Ngon nha. Chết rồi, hai đứa này nó lại vô, nó để tranh ăn nữa. Không thoát khỏi đó rồi. Đây tụi Mai đã order 4-5 ổ bánh mì chả cá. Mà bây giờ vẫn còn muốn ăn cái này của chú gì. Đúng là tụi này đã ăn tàn phá hại thiệt á. Tết mà vẫn có bánh mì chả cá ăn nha. Nhưng trong thời gian chờ bánh mì chả cá nó đói quá là nó ăn bò nhúng giấm trước đó. Đây trời ơi bò nè cô chú anh chị, 300 ngàn một ký. Mẹ Mai nói bò này là loại ngon đó. Mai thì không biết đâu. Nó mềm vậy, nó ngon. Nó mềm hơn là bình thường, mẹ mua nó hơi dai phải không? Đây bốn gương mặt. Mẹ đã đưa một chén khế xanh với chuối chát đưa cho nó. Đến đây mày. Rồi để đó đi. Đây mẹ Mai đang khui cái bánh này ra để cắt khúc chân Dung nó mang lên máy bay nó ăn. Tội nghiệp nó đi hạng giá rẻ nên thành ra là nó không được đồ ăn nhiều. Sao giá rẻ mà mắc vậy Dung? Vậy sao không lựa luôn cái hàng kia cho rồi? Cái hàng kia 4 ngàn. Điều quá. Đó cái đó sao ta? Mày cũng chưa thấy cái này sao luôn. À ở trong này nó vậy. Cái này tôi ăn rồi, ngon lắm. Ngon lắm hả? Ừ. Ok con chưa ăn. Tôi dám mua cái này ăn rồi. Mày mua đâu? Mua trên chỗ Hàm Nghi á. Trên Hồng Kông. Ngon không? Ngon không? Ngon. Ok được rồi. Được rồi, tao review. Good. Đây mai bây giờ cái cuốn này sẽ có chuối chát với lại khế xanh ngon của chú anh chị. Bây giờ bỏ miếng thịt bò vô nữa nha. Đây có đủ hoa rau thơm, khế xanh, chuối chát, thịt bò, xà lách, bún ngon quá. Mời cô chú anh chị ăn cuốn này là cuốn đặc biệt nha. Trời cái này có thêm khế xanh với chuối chát ngon quá. Ngon quá ngon. Đây con chú anh chị coi con Dung nó cuốn cái cuốn kìa. Trời ơi, cái mỡ. Trời ơi, cái tham ăn. Xấu hình quá, xấu quá. Ăn vậy thôi. Trời còn đợi nữa hả, tao mới ăn demo rồi thay. Tao mới ăn demo rồi thay. Mày phải đợi nữa hả? Tao canh mạng chân thật cái nào trời ơi. Đây gia đình Mai hôm nay đã ăn hết 1,5 kg thịt bò luôn cô chú anh chị ơi. Kinh khủng chưa?
chung nhau. Mẹ mày nói là hả, xắt thêm thịt nữa không? Mày nói là không, để đó đi, ngày mai tụi nó đi hết rồi con với mẹ ăn. Mà mẹ cứ ngồi nãy giờ cứ gạ mẹ ăn nữa không, để tao đi xắt. Nói mẹ mà xắt nữa là con giận mẹ luôn. Đội bộ lúng cụ. Đội bộ lúng cụ. Đừng nói con mày con Dung định ăn một mình mà hai con này nó cũng không có tha nữa, nó cũng nhảy vô. Ê, bố mày với chú mày thì không ăn nha, mời cỡ nào cũng không ăn, cứ phải đúng 5 giờ mới ăn. Mấy người có đồng hồ sinh học rất là tốt, cứ phải đúng 5 giờ thôi, còn tụi bay ăn cái gì kệ tụi bay. Lại lên nha. Đừng có hối ăn là không có hối nha chưa. Ok ok, tụi bay trễ máy bay gắn chịu thì một cuốn gửi cuốn. Hương cao 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 xe cho nó đi Hương. Đây coi cái cuốn của con Dung nè cô chú anh chị. Mà mày nói nó thôi, còn hai miếng thịt bò cuốn hết đi, nó nói chứ không mình ăn mình phải biết ý chứ, mình phải chưa lại chứ. Vậy là ý đó hả? Oh my god. Trời ơi, cái cuốn của nó là trời ơi là trời ơi. Vô mày Dung có hình tượng á Dung. Anh nào là khỏi thèm lấy mày luôn á. Sao nói vậy được, mẹ đang mong lắm đó. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ờ, chú mày đang dĩ bả nó đâu. Chú mày nói là cả cái Sài Gòn mới cuốn nào nó to như thế này. Còn cái này nữa. Một cuốn cuối cùng là lạ lắm nha Dung. Cuốn cuối cùng nó mới ham ăn ham uống vậy đó. Đâu ai cuốn chùm đâu, phải có người đó đang ăn cuốn này của người cuốn dùm cuốn khác là nó phải ngon hả? Oh my god, đâu ra cái chuyện nó vậy hả? Đâu ra luôn á, trời ơi, tình chị em nó phải như vậy hả? Quên đi thôi, vậy là mày... Chị cái quên ngon luôn. Oh my god. Wow. Oh my god. Đây, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn cô chú anh chị ha. Đây, đã tới lúc là Dung đã quay trở lại Úc. Trời, cái mỏ của nó. Mày lau giấy mà dính đây. Đi đi, ủa bố con chưa thay đồ nữa ha, bố lẹ lên. Bố lẹ lên, bố lẹ lên, bố lẹ lên. Ok Dung, để cái miếng bánh vô cái vỏ kìa Dung. Đó, cái miếng bánh mày để trên cái thùng mì gói kìa. Ủa sao không nhét cái thùng mì gói đó trong cái vali luôn đi, còn chỗ không? Hết chỗ rồi hả? Vậy mày... Vậy sao mà mày cầm cái thùng mì gói đó được? Biết rồi nhưng mà chút mày... Lúc... Mày... Đúng không? À vậy hả? Ừ, từ mỗi hãng khác nhau. À 30kg tổng cộng không quy định kiện, ok. Chờ mày gọi gửi. Mày gửi cái thùng mì gói là một chút xíu nó nát hết. Tới đó là nó ăn mì gọi là mì xay luôn đó. Tao nghĩ vậy, mày có thể nghĩ vậy không Hương? Không có nổi đâu. Gửi gì? Ờ. Nó nói là chút xíu nó sẽ gửi cái thùng mì gói này là đời dễ vỡ. Tới đây hả? Đi vô, đi vô, đẩy vô, đẩy vô. Đẩy vô vỏ đi, để bánh vô vỏ đi. Kiểm tra coi bát bo này nọ vô chưa. Ừ ha, hình như bố giữ bát bo của tao. Mẹ chú Thắng với lại bố bắt đầu là mang giày với hai anh em. Ồ, ghê thật. Đây, bây giờ ra đường đứng hết, để bố mai đẩy xe vào. Mẹ thì lo ôm thùng mì gói. Đây, xe tới rồi cô chú anh chị. Đấy, chào cô chú anh chị đi mấy em. Khổ ghê cô chú anh chị, nó rộn càng hơn chỉ rộn nữa. Thùng mì để đó được hả? Trời ơi. Việt Kiều nghèo nên đi phải mang mì theo đó. Việt Kiều nghèo, Việt Kiều kỳ vậy thấy không? Dạ, mỗi lần về làm cho mì cung đình vậy đó. Vậy hả? Dân lần trước về cũng mang một thùng mì cung đình. Dạ, con chào bác. Ủa, mình vẫn còn hai bốn người lận hả? Còn ngồi sau người nữa. Bốn người lên, bốn người lên.
4 người lên được mà. Đây, Dung nó về nó ăn hết cơm hết gạo rồi bây giờ nó lên đường. Đó, đã thêm, về có 10 ngày mà đã lên được chắc phải 1-2 kg gì đó rồi đó. 2, 4, 6, 7, 7 anh em trên một chiếc xe tăng. Rồi, lên đường thôi. Đây, gia đình Mai tới sân bay rồi đây. Đây, cảm ơn. Có thùng mì chưa? Đây lên 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 lên. Ok tạm biệt. Vô luôn hả? Ờ vô luôn đi, vô luôn đi. Nó không có ra nữa đâu, không có ra không? Ra hả? Ok, ra vô đi. Đây bây giờ nó vô nó check in hành lý trước cô chú anh chị, sau đó thì nó sẽ quay ra. Tới gần giờ thì sẽ đi vào trong check in security tạm biệt luôn. Tạm biệt. Hay gia đình Mai thì đứng đây đợi một chút xíu, khi nào mà nó đi gửi hành lý xong thì nó sẽ đi ra. Này hôm nay mùng 4 Tết thì bắt đầu cũng khá là nhiều Việt Kiều đi quay trở lại Mỹ rồi cô chú anh chị ha. Cái anh lái taxi lúc nãy anh cũng nói với Mai là sáng hôm nay tới giờ là anh chở vô sân bay này là 4 cử rồi đó. Ăn Tết hết Tết là đi rồi. Đúng là hết 3 mùng Tết là đi cũng vừa đủ luôn đó. Một lát sau đây Dung đã quay lại cô chú anh chị. Xong rồi hả? Chừng nào phải đi vô? Chắc vô trước 1 tiếng là được rồi. Mấy giờ này? 4:45. Mấy giờ bay? 6:15 gì? Chơi được nửa tiếng. Ok. Chụp tấm hình đi. 5 giờ. Đây, Dung nó đi trước còn 4 ngày nữa Mai sẽ bay. Nó đi trước Mai 4 ngày. 4 ngày. Đó, cứ dần dần tiễn biệt lên đường, mẹ nói tao mừng quá. À, bây giờ là bắt đầu là Mai thấy sân bay rất là đông, cô chú chị thấy không? Lục đục là Việt Kiều bắt đầu túi về nước lại rồi, quay về nơi bắt đầu. Đi chính ra kìa Thường ơi. Ok, tạm biệt Dung, bây giờ đi vô rồi. Lên đường Thương Lộ Bình An nha. Cảm ơn chị. Ok. Đó mà thấy em trên TV là biết rồi đó. Trên TV vậy. Ok. Ok, tạm biệt. Ok, bye. Đi đây, đi đây, bye bye. À, Dung nó đã lên đường. Cuộc vui nào rồi cũng tàn cô chú anh chị ha. Gì vậy trời. Bye. Thì bây giờ gia đình Mai sẽ đi xuống đón taxi đi về thôi cô chú anh chị. Đã tiễn được một đứa đi rồi nên mẹ Mai cũng khá là mừng. Bố mẹ Mai rất là mừng luôn. Chuẩn bị về nhà ăn mừng đây. Mai nói giỡn vậy thôi chứ đi lúc nào cũng buồn ha. Nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ hơn hồi xưa. Lúc hồi xưa mà lần đầu tiên đi thì thấy nó mới buồn dữ dội. Mình muốn đón taxi thì mình phải xuống ga đến của chú anh chị. Nãy là ga đi thì mình ở trên lầu. Mình đi bộ xuống dưới cầu thang là mình đón taxi dưới đây luôn. Đây là bãi taxi nè. Vậy là xong, tiễn được một đứa đi. Còn một đứa ở lại chuẩn bị 4 ngày nữa tiễn lên đường luôn của chú anh chị ha. Thôi bây giờ quay trở về nhà thôi. Đây, về tới nhà rồi. Đây, cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng với gia đình Mai tiễn em gái của Mai đi Úc ha. Cuộc vui nào thì cũng tàn ha. Rồi bây giờ là Dung đi xong rồi thì 4 ngày sau thì Mai sẽ đi. Mai cảm ơn các cô chú anh chị. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.